Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay một video tuyệt vời giúp cho các bạn hiểu được con tụ nó có tác dụng như thế nào. Một tác dụng tuyệt vời nhất trên thế giới mà chúng tôi đang muốn phát hiện và khám phá thí nghiệm cho nó. Không phải chờ đợi lâu, sắp tới các bạn sẽ thấy được những thí nghiệm mà chính tai các bạn nghe và mắt các bạn thấy, để các bạn được nhìn thấy được những thí nghiệm như thế này. Và tôi cam đoan là các bạn qua thí nghiệm video này, các bạn sẽ làm được nhiều thứ từ con tụ này. Và thầy Mò hôm nay đặc biệt trân trọng xin chào tất cả các cô chú, bác, anh chị, dì, cô, mợ và các đồng chí thân mến nha. Nào hãy xem video nào. Ôi, một điều mà quên nhắc với các bạn, thầy Mò trân trọng giới thiệu cho các bạn video này thật sự là hữu ích. Các bạn hãy xem, nhớ share và đăng ký kênh để giúp cho nhiều người cùng xem nha. Trong quá trình các bạn xem video, các bạn thấy hàng chữ hiện lên màn hình che phút các dự án nhỏ mà Âu Long đang thí nghiệm, thì các bạn vui lòng bấm trên màn hình. Và khi hiện chữ CC, các bạn tắt đi phụ đề, thế là hàng chữ đã mất. Tại vì video này chia sẻ cho cả thế giới xem, không phải riêng cho Việt Nam, các bạn thông cảm nhé. Đây là cái select, mình gọi là cái select đó, là cái chọn. Ở đây mình dùng 4 nấc thang tượng trưng cho 4 cái tụ của mình. Thì cái cách đấu nó rất là dễ dàng. Các bạn lấy đồng hồ đo, các bạn chập kim lên que đo ôm và các bạn đo nhé. Ở bên trong là cái chấu chung. Còn bên ngoài, khi mình bật ở nấc thang nào thì nó lên kim nấc thang đó. Cách đấu này cũng rất là dễ dàng, các bạn nhìn sơ đồ đây. Nhìn sơ đồ đấu dây các bạn cũng hiểu được đúng không? Nếu các bạn chưa hiểu thì các bạn hãy bình luận bên dưới, tôi sẽ trả lời riêng cho các bạn. Còn nếu các bạn chưa hiểu nữa thì các bạn hãy lưu số điện thoại và kết bạn Zalo nhé. 093 7576 991. Rồi các bạn hãy bình luận bên dưới, nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem, đặc biệt là xem video này phải like trước khi xem nó mới hào hứng nào. Còn nữa, còn nếu các bạn muốn được cộng đồng giúp đỡ thì các bạn hãy kết bạn Zalo nha, 0888 24091. Ở đây có hơn 200 người, 200 những người bạn đã cùng nghề, cùng chí hướng với chúng ta và sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn 24/24 nha. Ôi, thật là rối quá. Thôi, các bạn hãy nhìn sơ đồ đấu dây cho nó chuẩn nha. We'll be right back.
tôi dùng một cái motor và dòng điện ăn ở ampere kìm, đó là 4 ampere. Sau khi qua hệ thống tiết kiệm điện bằng những con tụ, chúng ta có thể điều chỉnh được số dòng hạ xuống từ 4 ampere xuống còn 3 ampere, 2 ampere. Nó chỉ thích hợp với những động cơ sinh ra từ trường. Còn khi các bạn dùng điện trở thuần, đó là những thiết bị mang tính chất điện trở như bếp hồng ngoại, thì những bóng đèn bạn ủi thì nó sẽ không hoạt động như mong muốn ở thí nghiệm này. Vì vậy khi các bạn sử dụng những thiết bị này thì nó phải đảm bảo rằng dòng hạ xuống thì các bạn mới được tiết kiệm. Nhớ điều này nhé.
Các bạn hãy thử và làm một cái trong nhà mình